Chú đi chiếc xe là bán nè, giá 1.000-2.000, thương hiệu này là hai bản quyền của chú, một bên là lộ trình hãng xưởng là thương hiệu này, một bên là hộp thép nhân. Những cái bao bì thì chú hứng để mà uống nước. Bán cái khúc gỗ này là 1.000 đồng, cái chú mua về chú tự khắc. Đây là một cái lưỡi cưa với một cây linh với khúc gỗ cây với cái lưỡi cưa với miếng lưỡi lam làm như vậy, tự làm tự khắc. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại phường 2 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh để tìm về nhà của một ông chú làm nghề bán đậu phộng, giá về một đậu phộng là 1.000 đồng, nhưng mà về cái nhãn hiệu thì chú này tự viết bằng tay. Và điều đặc biệt ở trong nhà của chú thì toàn là những cái chữ mà coi như là một cái công trình của chú. Và điển hình là ngoài sân ở đây, cô bác quý anh chị sẽ thấy được cái này thì cuộc sống của ông rất là lập dị đây. Nhà ở công ty quận 2 Vui Lòng, về tập đoàn quận 2 làm việc nội bộ. Chúng ta thấy đây là ngôi nhà của chú nè. Hôm nay Bùi Hồ đến đây tìm chú vào lúc 12 giờ. Thì nghe một số thông tin thì chú chỉ ở nhà từ 12 giờ cho đến 3 giờ chiều. Thì để tìm hiểu thêm thì xin mời cô bác quý anh chị vô nhà của chú nha. Đây, đây là những cái bảng chú tự viết bằng tay hết nè, những cái sơ đồ bản vẽ của chú nè. Dạ, dạ được rồi chú. Hôm nay con đến nhà chú là con vui rồi. À. Dạ. Chú ơi, con vô nhà cô chú đầu tiên là cái đặc điểm đây là cái máng sói của nhà mình hả chú hả? Đúng đúng, nhà của chú chắc. À, cái máng sói này tại sao chú lại thiết kế bằng những cái bao như thế này đây? Bây giờ chú không ít tiền đó chắc. Dạ. Bây giờ làm ăn thì phải có tiền vốn với gì. Nhưng mà làm cái máng sói á thì phải mất đi có khi tới mấy trăm ngàn đến 1 triệu. Dạ. Chú hứng nước mưa chú uống luôn phải không chú hả? Từ mấy năm nay chú uống nước mưa. Hình như hồi xưa thì chú ở nhà không có công ty nước. Chú ở ngoài chợ. Ngoài chợ chú xách một phần nước là 2.000, nhà vệ sinh công cộng á chắc. Dạ. Cái người ta cái uống nước á, một thùng là 2.000, chú ăn cơm thì ăn cơm hộp. Ngôi nhà hiện nay thì chú chỉ ở một mình? Vì ở đây là có hai vợ chồng, hai đứa con. Tức là hai đứa con của chú cũng mấy chục tuổi rồi, thất lạc tới giờ đã 20 năm. Hình như giờ chú bây giờ làm lại cuộc sống mới, mấy cái bản vẽ lồ lặt của chú tự làm. Tiền mỗi ngày chú ra ngoài đường xin 500 tiền để ăn cơm. Bà con 19 quận cho chú là 2.000 tiền để, 5.000 tiền để. Từ 9 giờ sáng chú đi tới 11 giờ, có khi 12 giờ chú về là tổng cộng là 50.000 đồng. Buổi chiều chú đi thêm một lần là từ 4 giờ, có khi về 6 giờ, có khi 7 giờ cũng 50. Tức là một ngày chú đi 2 lần, bà con cho chú 2.000, 5.000, có người cho tờ giấy 10.000. Cộng lại mấy tiếng đồng hồ vậy là một ngày 2 lần 50 là tổng cộng là được 100.000. Nếu mà tính theo một tháng á, là chú tiền phải tính theo công sức của chú từ đi làm là một tháng gì là 3 triệu đồng. Dạ. Bây giờ bao gồm làm ăn uống, mua loại dép là 50 nè, mua xong cái áo là 150.000. Chú năm nay là bao nhiêu tuổi hả chú nha? Chú là sinh năm 1958, năm nay là 62 tuổi. Dạ, hiện nay thì chú đã sống ở tại nơi này được bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu năm này chú không còn nhớ. Và chú nhớ hồi xưa là chú sống ở căn nhà lầu 900-33. Dạ. Nhiều năm lắm mới là mua căn nhà này rồi mới làm vợ chồng chú. Chú mới lập gia đình làm xà bông cây Thuận Phát. Dạ. Cháu ngồi chơi đi chắc. Dạ, đây con thấy nhà của chú có nhiều những cái công trình của chú đây hả? Cái này là hãng vậy. Bây giờ hãng xưởng của chú. Cái thương hiệu này nè, thương hiệu này bán quảng cáo trên thị trường thì cũng phải là cái này cháu phải kêu bằng mở hãng xưởng, từ chưa có thương hiệu hãng xưởng, chưa có trồng cây, hai bàn tay chú dựng lên là xin bà con 500 tiền để mà sinh hoạt trong gia đình, đồng thời chú mua cái khuôn mộc có 1.000 tự khắc chữ tự in. Đây là bước đầu là hãng xưởng, mở hãng xưởng làm tới chừng nào chú có tiền vốn mới bắt đầu là cho người ta vô công ty cổ phần.
công ty cổ phần xong rồi chú phải có dừng kè dưới nông thôn mới cho người ta vô công ty cổ phần. Và nếu mà càng làm càng đông người quá tải công ty cổ phần thì nó sẽ thành một xí nghiệp. Nếu mà xí nghiệp xong xuôi từ từ còn quá tải nữa là xí nghiệp quốc doanh nhà nước, vậy là hết rồi. Con tìm tới nay với khi con biết chú là sẽ bán những cái bịch đậu phộng với giá 1.000 đồng, và đặc biệt là những cái bảng hiệu thì chú tự vẽ bằng tay, viết bằng tay. 1.000, 2.000 là chắc. Đây là cái bịch này chú bán nơi khác. Nè, đó. Đây hả chú hả? Đây là chú đi chiếc xe là bán nè. Giá 1.000, 2.000 thương hiệu này là hai bản quyền của chú. Một bên là lộ trình hãng xưởng là thương hiệu này. Một bên là hộp thép nhân sự. Hộp thép nhân sự là cái bản quyền này. Bản quyền này với bản quyền này là bản quyền là hộp thép nhân sự nè. Chú Lan vẽ từ lâu tới bữa nay cũng mấy năm. Vẽ từ 2016 đến bữa nay là 2020 cũng vẽ được 4-5 năm rồi chắc. Dạ, chú theo con thấy trong nhà của chú rất viết rất là nhiều chữ tiếng Hoa, tiếng Hoa, tiếng Trung Quốc. Vậy thì xuất xứ của chú phải là người gốc Hoa không? Chú sinh để là tại đất nước Việt Nam, chú là người Việt Nam, nhưng mà cha mẹ của chú là người Tàu. Dạ. Hình như là chú phải là nói là người Việt Nam gốc Hoa như vậy. À, đó là vậy. Vậy thì chú đã sống ở đây thì và con của chú đi lâu chưa? Bây giờ hai đứa con của chú về ngoại tới giờ là 20 năm rồi chắc. Dạ. 20 năm mà bước đầu thì còn liên lạc 1-2 năm, sau này từ ngày xây nhà lầu tới giờ không có liên lạc nữa, tới giờ mười mấy năm, hình như hai bên không có qua lại đó chú chắc. Dạ. Chứ bây giờ chú hai bàn tay, bây giờ chú sẽ làm nên sự nghiệp, có tiền vốn, có làm ăn, là chú cũng có bạn, có khách. Lúc đó sau từ từ là hai đứa con dắt cháu ngoại cháu nội về bên đây rồi còn phải làm ăn uống của gia đình chú phải tính như vậy. Dạ. Thế bây giờ chỉ có hai bàn tay trắng, là bây giờ con với cháu về đây cũng ấn chưa được. Chú còn muốn biết cái chỗ ở nó lâu làm ăn như thế nào, chú phải lắp lên cho những người nuôi dưỡng nó, đồng thời chú còn phải sắp xếp nhà chú cho con mình ở với cháu mình ở như vậy. Dạ, chú có thể con thấy về cái khả năng về cái là của chú là chú bán bịch đậu phộng với giá 1.000 đồng và cái nhãn của mình thì chú tự ghi, thì đó là một chuyện. Chuyện khác là khi con thấy nhà của chú và chú có thể giới thiệu tham quan con về ngôi nhà của chú. Xin mời cháu. Về đầu tiên thì ý tưởng là chú thiết kế những cái máng xối nước mưa như thế này, là từ những cái bao, những cái bao bì thì chú hứng để mà uống nước. Lý do là chú nói là bây giờ mình chưa có kinh phí, đúng không chú? Đúng. Mình chưa không có kinh phí, mình xây bằng những cái máng xối bằng thiết. Thì bây giờ tạm thời thì như thế này. Nhà chú thì nước nó chảy từ trước ra sau luôn nha. Là một căn nhà mới, ở đây cái máng xối này là chắc máng. Dạ. Còn cái này là gì chú hả? Này là những cái này là cái. Ê, những cái bản vẽ này là hồi xưa là chú lên một cái bản vẽ làm xà bông này là làm thương hiệu này là chắc cái khúc gỗ mua 1.000 đồng ở cầu Trà Già, nó khúc gỗ đó, người ta bỏ dưới lắc. Hình như chú mua ở cầu Trà Già, Võ Văn Kiệt bữa nay hồi xưa là Trần Văn Kiểu. Hình như hồi xưa chưa có xây cầu Trà Già, nó là vẫn còn cái màu xanh. Cái người chủ bán cái khúc gỗ này là 1.000 đồng. Cái chú mua về chú tự khắc, đây là một cái lưỡi cưa với một cây linh, với khúc gỗ cây, với cái lưỡi cưa với miếng lưỡi lam làm như vậy. Tự làm tự khắc như vậy. Ồ. Cái ngày Tết đó cháu, cái tên là gì hả chú? Thuận Phát. Bây giờ Thuận Phát này mà cháu muốn khắc ở trong này thì cháu bây giờ phải ngược cái dòng chữ. Dạ. Bây giờ dòng chữ cái miếng giấy như vậy, cháu vẽ như vậy đàng hoàng, cái cháu lật lại. Dạ. Cái chữ ngược mới thành như vậy được. Dạ. Bây giờ nó ốp xuống như vậy. Bây giờ không có tiền vốn thì mình phải làm bình dân thế nào, giá bình dân. Còn cái bản vẽ này là chú mua 10.000 đồng. Ở tiệm mà người ta bán tập với bán viết á, cái bản vẽ này chú đang học cái bản vẽ này bữa nay chắc là 10 mấy năm rồi chắc. Dạ. Bây giờ chú chỉ có 10.000 đồng, chú lấy cái dầu sang chú tha là đầu tiên như vậy, với cái bản thương hiệu như vậy. Dạ rồi. Bây giờ hai bàn tay mình vẫn cũng phải cho con cho cháu người ta kỷ niệm của mình. Còn cái máng xối này á là máng xối từ nhà mới tới bữa nay, thành ra nó một ly là cái cho thấy cái máng xối sắt nè, thiết nè, không vẫn còn y như xưa, nhưng mà nó bị lủng á, nó chạy xuống nhà. Chú đi chợ lớn á, chú mua mấy cái bao hỏi bao nhiêu,
Cái là chú sáng chia ra cái máng xoay biển mình không có tiền. Nếu làm máng xoay này á thì lít nào phải mấy trăm ngàn đến 1 triệu đồng. Còn chú mua cái bao này nó nhỏ, nó tính theo cái cách thức nó 2 ngàn là một bao, mua 20 bao là 40 ngàn. Nếu mua cái bao lớn hơn cái đoan này nè, cái này là 60, cái này như là 50 hay gì đó, có bài ngàn, cái này là 3 ngàn một cái, 10 cái bao là 30 ngàn. Hình như ở đây là cháu coi bao nhiêu cái bao thì mình tính theo một cái bao 2 ngàn là làm cái máng xoay. Xài tới bữa nay cũng mấy năm rồi cháu. Dạ. Hôm kia có cái cơn mưa là từ 3 giờ 50. Để đó đi chị. Dạ. 3 giờ 50. 3 giờ 50 à, mưa lớn đó cháu. Mưa lớn tới 6 giờ. Gần 6 giờ nó mới tặng. Chú à, mưa đó chắc nửa tiếng mấy. Chú hứng nước mưa nè chắc. Nó cần lầy hồ nè. Mới hứng 2 bữa chứ. Vậy là trên cái máng xoáy ở trên này. Đúng. Thì một phần thì chú sẽ cho nước đi xuống ở ngay cái bồn này. Toàn bộ ở đây không chắc. Dạ. Toàn bộ ở đây. Còn cái phần ở bên đây. Cái phần ở đây ở trong này nè, chắc vô đây. Cái phần ở đây nè, đó. Cái miếng dán ở đây nè chắc. À. À miếng dán này, nếu mà cái bây giờ cái cống này nhà chú nó bị bít ở ngoài, ngoài sau hẻm á người ta xây nhà bít lại. Dạ. Thì bây giờ chỉ xài cống trước. Dạ. Trên sân. Hình như ra như vậy, chừng nào lầy hồ rồi chú bây giờ nè, toàn bộ là để trên cái máng cái nó chạy xuống ra ngoài. Nó là như vậy. Dạ. Ngôi nhà này thì khoảng bao nhiêu năm rồi chú? Có khoảng bao nhiêu năm rồi? Thì con trai của chú năm nay 30 tuổi, chắc chúng 30 mấy năm. 30 mấy năm. Ừ. Vậy thì xưa chú dạ. Ở nhà 934 á. Dạ, 30 mấy năm chú sống một mình ở đây. Đúng đúng. À, đây là những cái vụn cụ để chú làm máng xoáy hả? Cái này là nước mưa, một bao lầy như vậy là 5 thùng nước. Cả à. Một năm 12 tháng. Cho thấy tháng này nó nóng chịu không nổi. Hình như ra chú lẽ chừa cho cái tháng là mùa thu rồi tới mùa lông rồi tới mùa xuân tới mùa hạ. Hình như cái mùa hạ tháng này tháng mùa hạ nè nóng nhất. À, bởi dạ. Vì một năm 12 tháng chú xài như vậy có một mình bà con bây giờ chú có lẽ cái chịu khóa 33 con cháu nội ở sau khi tôi bằng chú ruột á. Dạ. Hình như ra như vậy con cháu có cái chịu khóa qua mỏ đi nước mưa uống và tắm chịu không nổi. Chú cái này là cái này bò là thuốc. phế điệu một cái này chú lẽ chừng phường á. Ừ. Phường người ta xuống đây nói bà con ơi và chú bác ơi có cái gì ủng hộ cho tụi cháu làm ngày chủ nhật á, vệ sinh chủ nhật bà con có cho hộp giấy cho gì chú bây giờ lấy dành 2 năm cho những người sinh viên cho cái này chú không bán. Dạ. Chú có cho mấy lần phường rồi chắc mấy người mà mặc áo học sinh là sinh như vậy. Dạ, cái chú có thể giải thích cho con những cái chữ này nè chú hả? Con thấy thì bình thường thì chú về biết viết thì chú viết tiếng tiếng Việt ở trên, sau đó chú viết tiếng tiếng Hoa ở dưới, tiếng Hoa ở dưới, nhưng mà có những chỗ thì chú chỉ viết tiếng Hoa không viết tiếng Việt. Bây giờ nói luôn hơn đây là một bài học của chú, một cuốn sách mới. Bây giờ chú phải bước đầu phải có làm như thế nào và kinh nghiệm làm sao làm tới nó thành công mới bắt đầu là tóm tắt lại cái nào bỏ thì mình không còn, cái nào lấy thì mình tóm tắt để dùng như một cuốn sách vậy. Nó cũng như là mình chết nháp vậy, 1 + 1 = mấy, 1 + 1 = 2, và mình viết như thế nào từ lớp 1 mình lên tới lớp 10 như thế nào như vậy. Bây giờ bước đầu có bước sau mà chắc. Dạ. Chứ là phải là con cha mẹ sinh dễ cho mình, cái mình biết chạy biết nhảy kia ba má rồi, còn phải uống gì cái gì nó cũng vậy.